bố lùn, mẹ lùn thì con chỉ có xác định là lùn thôi. Đấy là câu mình được nghe nhiều nhất hồi mới lấy chồng. Cũng biết gen là yếu tố quan trọng quyết định chiều cao của con, nên từ hồi bầu đến khi sinh thì vợ chồng mình rất là lưu tâm đến vấn đề này. Vì mình biết rằng mình chỉ cần duy trì chế độ sinh hoạt tập luyện đúng cách, chế độ dinh dưỡng đủ chất và đầu tư bổ sung thêm canxi cho con, đặc biệt là trong những giai đoạn vàng phát triển chiều cao, thì mình tin rằng con mình chắc chắn vẫn có cơ hội cao lớn vượt trội. Mình đã từng thử qua rất nhiều loại canxi nhưng thực sự vẫn chưa ưng ý được loại nào phù hợp với Bon nhà mình. Cho đến khi mình thử trải nghiệm canxi Tosa, trời ơi không thể tin được là chỉ sau 2 tháng Bon uống canxi Tosa, con đã cao thêm được hơn 2 cm. Mình ưng nhất ở dòng canxi này là thành phần canxi sinh học Lipocan nhập khẩu Tây Ban Nha, hàm lượng cực kỳ lớn, kết hợp 3 loại canxi hữu cơ đều là hàng nhập khẩu, toàn là canxi dễ hấp thu. Trong canxi này có đầy đủ hàm lượng D3, K2 và cả lysine, magie rồi, cho nên nó hỗ trợ tăng hấp thu canxi tối ưu, dẫn truyền canxi trực tiếp vào xương, từ đó con mới cao lớn nhanh ấy. Đấy, mọi khi toàn phải đi mua thêm D3, K2 ở ngoài mất mấy trăm cành, giờ có em canxi này rồi tự nhiên mỗi tháng tiết kiệm được kha khá. Được cái loại này có thêm chất sữa nên Bon nó không bị táo bón luôn, tiêu hóa tốt cực, trộm vía con ăn ngon ngủ tốt mà chân tay rắn chắc cứng cáp hơn hẳn ý. Từ giờ là hết luôn nỗi lo con lùn nhất lớp rồi các mom ạ. Mẹ nào mà đang có con trong giai đoạn phát triển chiều cao thì tham khảo thử dòng canxi sinh học Tosa này cho con xem sao nhé.